Xin kính chào quý khán giả của Việt Nam America TV trên màn tần 57.3 của chúng tôi cũng như trên mạng lưới internet toàn cầu vnatv573.com. Chào mừng quý khán giả đến với chương trình Kiến thức sức khỏe và đời sống cùng với dược sĩ Tina Quách và M2M Pharmacy. M2M Pharmacy có 5 địa điểm tại các thành phố là Santa Ana, Garden Grove, Anaheim và Huntington Beach để phục vụ cho quý đồng hương. Kính mời quý vị ghé đến và chúng ta vẫn sẽ cùng nói chuyện với dược sĩ Tina Quách trong chương trình này. Hello chị. Hi Mỹ Linh. Kính chào quý vị khán thính giả của đài truyền hình 57.3. Dạ, thưa chị Tina ơi, mở đầu cho chương trình vẫn là một câu nói hay mà chị sưu tầm được. Không biết lần này thì chị sưu tầm được câu nào cho câu chuyện đời sống của chúng ta? Bữa nay Tina có câu này, Tina thấy nó cũng vui, cũng hay nè. Nếu bạn muốn biết tính cách của một người, hãy xem cách họ đối xử với những người thấp kém hơn họ, chứ không phải cách họ đối xử với những người ngang hàng với họ. Đúng không Mỹ Linh? Dạ. Tức là phải coi cách họ đối xử với những người gọi khó khăn hơn mình, thấp hơn mình, coi họ đối xử có tốt không, họ có hòa nhã không thì mình mới biết được, phải không? Giống như mình coi cách họ đối xử với những người làm việc dưới của họ, thí dụ nó họ là người boss, người supervisor hay là manager thì mình coi họ đối xử với lại nhân viên của họ như thế nào. Hay là mình coi họ đối xử với lại con cái của họ như thế nào. Thì mình mới biết được là cái tính cách chân chính của họ như thế nào. Tina đồng ý câu nói này rất là đúng. Dạ, cũng giống như có một cái câu ngạn ngữ của người Anh rất là nổi tiếng là hãy cho tôi biết những người bạn bè của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn là người như thế nào. Thì tại vì nếu họ là những người tốt thì họ sẽ chơi với những người bạn bè rất là tốt và ở trong một cái môi trường nó khác biệt. Dạ, cho nên là có rất là nhiều cách để mình có thể đoán được tính cách của một người thông qua cách mà họ đối xử với những người làm việc cùng với mình, những người làm việc dưới mình, rồi bạn bè, những người xung quanh họ là những ai, thì chắc mình sẽ biết được, phải không chị? Chắc chắn. Yeah. Đó là câu nói rất là hay. Rồi bây giờ thì câu chuyện đời sống ngày hôm nay mình sẽ nói về vấn đề gì để cho cái gọi là mùa xuân rồi tươi đẹp và mùa hè đang tới đây chị? Bữa nay đó Tina muốn chia sẻ về cái đề tài là đi shopping. Tại vì mùa lạnh sắp qua rồi, mùa hè sắp đến. Mùa hè sắp đến thì mọi người cũng phải bắt đầu phải mua sắm quần áo cho mùa hè, đúng không? Thì mình thảo luận chút xíu là mình nên đi shopping ở đâu, ở chỗ nào để mua được rẻ, mua đồ đẹp đó, những cái chỗ người nhiều tiền thì shop ở đâu, còn người không có được nhiều tiền bằng thì mình nên shop ở đâu, và cái cách shopping bây giờ trong cái thời buổi cái thị hiếu bây giờ thì như thế nào. Nói tới shopping không phải chủ đề của Mỹ Linh lắm, tại vì Mỹ Linh không có đi shopping nhiều, đồ của Mỹ Linh mẹ thế khe. Mỹ Linh bữa nay mặc áo rất là đẹp mà Mỹ Linh cứ lên TV mỗi một ngày thì Mỹ Linh cũng có rất là nhiều quần áo, đúng không? Dạ. Thì bây giờ Mỹ Linh không biết thì chị Tina sẽ cho Mỹ Linh biết. Dạ đúng rồi. Nên đi shopping ở đâu? Dạ. Đúng không? Tina cũng vậy thôi, cũng phải sắm quần sắm áo, mỗi ngày lên talk show cũng phải mặc quần áo cho nó coi cho nó được một chút xíu. Đúng không? Cái gì chứ cái bề ngoài, cái quần áo, cái image của mình trước, cái mình mặc đồ đẹp để mình nói chuyện với quý vị khán thính giả là cái cách mình tôn trọng cái người khán thính giả của mình. Đúng không? Như vậy thì bây giờ chỉ cái brand name đầu tiên mà em nghe mọi người nhắc đến nhiều đó là Macy. Đó, em cứ một cái brand name Macy đi. Tina là cái người shop trung thành của Macy đó và Nordstrom. Thì trước hết là những cái cách mà cổ điển nhất mình đi shop là mình shop ở department store. Department store thì có những ở đây ở cái Cali với lại ở trong Orange County của mình đó, thì có những cái department store nào? Macy, Nordstrom, Kohl, Bloomingdale, Neiman Marcus, Saks Fifth Avenue, đúng không? Thì mình sắp từ cao cao lên thì Saks Fifth, Neiman là do những người nhà giàu, tại vì đồ đạc trong đó rất là mắc. Thật sự những người mà họ có rất là nhiều tiền thì họ shop trong đó. Còn nếu mà những người mình nói là người phổ biến, mình đi làm lương bổng trung bình theo cái mức độ mà của người Mỹ thôi, thì mình họ shop ở những cái chỗ giống như Nordstrom, Macy là Tina thấy đồ đạc nó cũng đẹp lắm rồi. Cái đó là cách thứ nhất. Department store thì lúc nào nó cũng có coupon nha.
Lúc mình đi shopping mình nên check thử coi có coupon hay không. Đúng rồi, thường coupon cũng gửi về nhà. Macy là tại Macy cho coupon, coupon hoài à. Không bao giờ đi shopping Macy mà không được xài coupon. Dạ đúng vậy. Hoặc là nếu như mà mình có cách hơn là mình nên apply thẻ của Macy hay là những cái một trong những department store mình hay mua. Ví dụ như mình thích mua Macy nhiều hoặc là mình mua Kohl's nhiều thì mình phải chọn cái nơi đó mua nhiều nhất, mình apply một cái thẻ. Tại vì khi mà quý vị dùng thẻ của họ đó, quý vị sẽ được discount thêm nhiều percent off nữa. Thì như vậy cái giá mình mua đồ rất là rẻ. Đúng rồi. Còn cái coupon nó gắn luôn trong cái thẻ, mình không có cần phải có cái coupon trong bóp mình nữa. Tina đi Macy đó, lần nào Tina đi mua xong cái nó có mình đưa cái thẻ đó, cái tự nhiên họ list ra cho mình đó, mình có 7-8-10 coupon, nào là 20% off, nào là mua 50 được bớt 15 đồng. Cái mình muốn tùy cái số tiền mà mình mua, mình chọn cái coupon nào nó thích hợp lúc đó. Dạ, đó. Cho nên là cái đó cũng lợi hại lắm. Nên nếu như mà quý vị cũng, thật ra mình nên không khuyến khích quý vị apply hết tràn gian. Nhưng mà cái department nào mình thích nhất thì mình nên apply. Mình nên thấy là có nhiều quý vị ở bên ngoài, đặc biệt là quý phụ nữ rất là thích Macy. Em thấy nhiều người apply cho thẻ Macy, phải không chị? Đúng rồi. Mình vừa xài được trong Macy mà mình vừa xài được ở ngoài luôn. Mình đổ xăng, mình đi ăn nhà hàng, mình đều xài cái thẻ credit card của Macy hay Nordstrom được hết. Mình rồi họ cho mình lại cái reward, mua một đồng thì cho được bao nhiêu point đó. Rồi xong rồi bao nhiêu point thì tính lên được là bao nhiêu tiền, thì khi mình được 20 đồng hay gì đó thì họ cho lại mình. Đó mình đi shopping tiếp. Rồi, ở như vậy thì còn ở những cái department gọi là outlet store thì sao chị? Ngoài cái những cái department store mà mình nói đó thì là kế tiếp là department store outlet, đúng không? Để họ bán những cái đồ mà nó qua mùa rồi mà nó còn dư lại thì họ đem ra ngoài outlet họ bán. Nordstrom thì có Nordstrom Rack. Neiman Market thì có Neiman Last Call, Saks Fifth thì có Saks Fifth Off đó. Thì những cái outlet đó họ bán đồ cũng rất là đẹp. Nếu mình không có cần phải sắm những cái đồ mà nó thời trang, nó đang tới mùa đó, thì mình đi ra ngoài outlet mình mua thì nó on sale thì giá nó rẻ hơn. Rẻ hơn rất là nhiều, dù là nó hơi trái mùa chút xíu thôi. Hoặc là có thể đó là cái design của năm cũ. Dạ, đúng rồi. Không phải design mới. Nhưng mà chắc chắn là hàng vẫn brand em như thường. Vẫn rất là đẹp. Tina là fan của outlet department. Mình mua được nhiều cái đẹp. Nhiều khi mình mua về mình mặc không có kịp, mình mua đồ thời trang, mình mua nguyên giá về mà mình chưa có kịp mặc, thì nhiều khi mình phải đi sửa lại cho đúng người mình. Tức khi mình mặc lại thì cái đồ đó on sale mất tiêu ra outlet rồi. Đó, cho nên trước khi mà mình cần mua món gì mình cũng nên suy nghĩ cẩn thận để mình mua cho nó mình được tiết kiệm tiền bạc. Như vậy thì còn nếu như mà cái số tiền của mình nó ít hơn chút xíu, mà mình không thể mua mỗi cái áo đầm mà 100 mấy hoặc là trên 100 được, thì có cái nào mà nó rẻ hơn không chị? Cái kế tiếp những cái store mà nó bán những cái đồ mình gọi là discount store đó thì nó cũng tương tự giống như cái outlet, nhưng mà Tina nghĩ là cái nó còn rẻ hơn nữa. Những cái tiệm giống như tiệm Ross nè, tiệm Marshall, TJ Maxx, những cái tiệm đó là họ bán những cái đồ mà cũng từ những cái department store Nordstrom, Macy đó mang ra, hay là những cái tiệm nhỏ giống như tiệm Express, The Limited gì đó thì họ đều đem ra những cái tiệm Ross, Marshall với lại TJ Maxx họ bán đó. Thì quý vị mà muốn tiết kiệm tiền mà mua đồ đẹp thì cũng nên vào đó shop thử. Có nhiều khi vô Ross gì mà quý vị sẽ tìm được những cái áo thích hợp với mình lắm đó. Đúng rồi, nó đủ size, đủ loại, đủ hiệu hết. Giá cả nhẹ nhàng mấy chục đồng thôi. Giá cả bảo đảm nhẹ. Thường là mình như vậy mình cũng dễ mua, giống mình mua tại vì nó cũng rẻ tiền, mình có thể mua được nhiều cái, mình có thể thay đổi và nó đẹp. Đời mình mắc tiền quá mình chỉ mua một hai cái thôi. Rồi còn như vậy á, thì ngoài ra còn có chỗ shopping nào mà hay để mình có thể enjoy được nữa không chị? Đối với bản thân chị Tina đó thì chị Tina thích đi những cái shopping lớn mà mấy cái cũng là outlet nhưng mà nó lớn hơn đó. Chẳng hạn giống như ở đây thì mình có Citadel outlet nè, có Cabazon nè, chắc mình nói ra thì nhiều quý vị biết. Cabazon là mình phải đi 1 tiếng đồng hồ lên tới Palm Springs đó, nhưng họ có cả mấy trăm tiệm, lớn nhất, mấy trăm tiệm depot lớn ở đó.
Có luôn, Neiman, Lasco, gì Nordstrom Rack gì cũng có đó hết. Mỗi lần đi á, đi hết ngày. Những người mà họ đi du lịch từ những cái nước khác, nước ngoài họ tới đó, thì những cái người mà làm tour du lịch đều chở họ đi lên những cái outlet lớn như vậy để mà mua sắm. Dạ, đó. Và đi rất là vui, tại vì ở trong cái những outlet đó em lại thích nhất là tại vì mình có thể enjoy cùng với bạn bè, cùng với một nhóm những người bạn nữ. Cái này đừng nên rủ nam đi thì khó lắm, đúng sẽ rồi. Bị nhăn nhó. Cho nên mình nên rủ tất cả các bạn nữ của mình cùng đi shopping, lựa đồ giúp mình nữa, rồi xong rồi cùng nhau ăn uống enjoy để mấy ông ở nhà take care đi. Quý vị mà có bạn bè, bà con mà ở Việt Nam qua chơi đó, hay là quý vị ở Việt Nam mình nhiều, Tina cũng biết là rất nhiều là khán thính giả coi mình từ bên Việt Nam mà có ý định đi qua Mỹ chơi này nọ, thì nên dành thì giờ để đi shop ở những cái outlet lớn như vậy. Dạ, tại sẽ mua không được đồ rẻ và đẹp giờ, đúng không? Mình chỉ đi chơi một tháng là quá thôi, thì mình đâu có nhiều thì giờ mà đi quá tới những cái chỗ mà nhỏ để mà shop. Cho nên á, mình đi tới những cái outlet nó có ba mấy trăm tiệm như vậy, mình muốn shop bao nhiêu cũng được hết. Dạ. Mà giá cả cũng không có mắc nha. Có chỗ này không sale thì cũng có chỗ khác sale. Dạ, mà thật sự họ sale, có những nơi họ sale đến 50% off có luôn đó. Sale rất là nhiều nha. Rồi mình đi mua cái coupon, mình hình như là 10 đồng một cái quyển coupon, thì trong cái coupon đó họ cho mình 15-20% off gì nữa đó. Dạ, mua luôn quyển coupon luôn. Đó, để mình shop, tại thường thường mình đi nước ngoài tới thì mình phải để dành nhiều tiền để mình shop thì nó đáng, đúng không? Dạ. Rồi, như vậy đó là còn có chỗ nào mà mình có thể vừa shop, vừa ăn uống, vừa enjoy được giống như là mình đi đến outlet được không chị? Outlet nào thì cũng có chỗ ăn uống, enjoy, chỗ food history hết, đúng không? Yeah. Nhưng mà giờ mình nói thật ra khán giả của mình cũng có rất là nhiều bác lớn tuổi, không có đi đứng lại, khó khăn, không có lái xe được. Thì bây giờ mình shop local thôi. Mình shop local ở trong cái vùng mình ở này thì mình shop ở đâu? Thì Na nghĩ là ngoài Phước Lộc Thọ, ngoài đường Bô Sao của mình có rất là nhiều chỗ tiệm bán áo dài để mà shop. Áo dài, rồi áo đồ đầm. Lạnh, áo đầm, đồ mà họ từ bên, tại vì nhiều khi người Việt Nam của mình cũng thích mặc những cái quần áo mà nó quen thuộc với lại cái phong tục của mình, với lại nó cái may đồ kích cỡ của mình. Đúng, tại vì rồi. Nếu mình đi cái store Mỹ nhiều khi là nó cũng lớn quá so với người Á Châu của mình. Nhưng đúng mà rồi. Đi Phước Lộc Thọ chắc chắn là đường xa, nhất là giày dép nha. Dép rồi quần áo theo kiểu Hồng Kông, thì người Hồng Kông Á Đông cũng cái kích thước giống như mình đó. Yeah. Bữa hôm Tết thì Na đi ra ngoài Phước Lộc Thọ để sắm áo dài, áo dài cách tân, thì mới thấy wow, họ bán nhiều lắm mà không có mắc đâu Mỹ Linh ơi. Một bộ đồ để mặc ở nhà có $10 thôi. Đi về Việt Nam mua cũng vậy, rồi xách qua nặng nề thôi, mình mua ở đây mình mặc cho rồi, đúng không? Thì cũng nên giúp đỡ cho người Việt Nam của mình để họ buôn bán khấm khá hơn. Thì nếu mà quý vị cần thiết những món đồ nào đó thì đi ra trên đường Bô Sa và trong Phước Lộc Thọ để mua sắm. Dạ, hoặc là quý vị cũng có thể shopping online giống như Mỹ Linh lên rồi thấy pop up lên coupon, thấy đồ đẹp quá, rẻ quá, cũng click vô mua online, thì nó cũng dễ. Đó cũng là một cách, dược với các bác thì cũng hơi khó một chút, nhưng với các bạn trẻ thì đây là một cách rất là tiện để mà có thể shopping. Nhưng mà đến đây thì không còn thời gian để mà chia sẻ cho quý vị nhiều nơi shopping khác, nhưng mong rằng quý vị sẽ rất enjoy trong cái dịp mua sắm sắp đến đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều và xin mời quý vị vẫn giữ băng tần 57.3. Chương trình sẽ quay trở lại sau một vài phút quảng cáo.